Chào mừng các bạn đã đến với Luận BK Channel. Sau đây là những thông tin chính đáng chú ý của bóng đá thế giới diễn ra trong đêm ngày 5 tháng 7 và rạng sáng ngày 6 tháng 7 năm 2023. Mason Mount chính thức mặc lên mình màu áo đỏ MU. Sau cuộc kiểm tra y tế thành công, hôm nay Mason Mount đã chính thức khoác lên mình chiếc áo màu đỏ Manchester United, đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại EPL với Chelsea. Quỷ đỏ sẽ phải bỏ ra tổng cộng 60 triệu bảng để có được tiền vệ tấn công người Anh này. Buổi phỏng vấn ra mắt câu lạc bộ mới, Mount cho biết anh rất hào hứng để có thể đi thi đấu dưới quyền của huấn luyện viên Ten Hag. Hợp đồng có thời hạn 5 năm kèm theo 1 năm tùy chọn gia hạn. Mason Mount sẽ mặc chiếc áo số 7 tại MU trong mùa giải mới. Liệu đó có phải một áp lực? Declan Rice chính thức cập bến Arsenal. Sau nhiều ngày đàm phán cân não, thì đến hôm nay cả hai câu lạc bộ là West Ham cùng Arsenal đã đạt được thỏa thuận chung 100 triệu bảng trả trong vòng 2 năm, chia thành 3 đợt và kèm theo 5 triệu phụ phí. West Ham đã chính thức đồng ý để Declan Rice được đến với pháo thủ thành London. Bản hợp đồng kỷ lục của một cầu thủ quốc tịch Anh đã xóa tan đi những lo lắng và mong mỏi của cộng đồng fan Arsenal nhiều ngày qua. Mục tiêu tiếp theo mà pháo thủ chuẩn bị công bố đó là hậu vệ Julian Timber, người cũng chính thức được xác nhận sẽ về câu lạc bộ thành London. Sadio Mane có thể sẽ rời Bayern ngay hè này. Mặc dù bên phía người đại diện của Mane từng phủ nhận khả năng rời đi của tiền đạo người Senegal, nhưng bên phía ban lãnh đạo của Bayern lại sẵn sàng bật đèn xanh để anh có thể tìm đến câu lạc bộ mới ngay trong hè này. Hiện tại thời hạn hợp đồng của Mane với Bayern còn lại là 2 năm và không nhiều các câu lạc bộ lớn ở châu Âu muốn có anh, chỉ có các câu lạc bộ giải Ả Rập, cụ thể là Al Ahly rất nỗ lực để mang anh về đá cặp cùng với Firmino. Bayern cũng cần một mức giá đẹp để có thể thêm tài chính theo đuổi Harry Kane. Chelsea khó khăn trong việc tìm nhà tài trợ áo đấu mới. Sau khi kết thúc hợp đồng cùng với Three, nhà tài trợ áo đấu cũ, thì Chelsea đã liên hệ với rất nhiều các cái tên tiềm năng khác để chuẩn bị cho mùa giải mới. Thế nhưng khó khăn mà họ gặp phải đã lớn hơn những gì tưởng tượng. Trang web cá cược stake.com đã bị phản ứng cực kỳ quyết liệt bởi fan địa phương nên đã rút lui. Paramount thì bị EPL ngăn cản, còn Allianz thì bị chính Chelsea từ chối bởi tính ưu đãi thấp. Nguy cơ The Blues có đợt du đấu mùa hè này mà ngược áo sẽ để trống. Barcelona chuẩn bị công bố hợp đồng mới Inigo Martinez. Mặc dù hợp đồng của hai bên đã hoàn thiện từ vài tháng trước, thế nhưng đến tận hôm nay thì Barca mới chính thức lên kế hoạch để công bố hậu vệ mới Inigo Martinez. Trung vệ sinh năm 1991 này sẽ chuyển đến gã khổng lồ xứ Catalan dưới dạng chuyển nhượng tự do. Hợp đồng kéo dài 2 năm đến tháng 6 2025. Kỳ vọng của ban lãnh đạo Barca dành cho anh này không phải là vị trí chính thức mà là cầu thủ xoay tua chất lượng dành cho nhiều đấu trường mùa giải tới. Carlo Ancelotti chính thức được xác nhận sẽ đến dẫn dắt đội tuyển Brazil. Vị huấn luyện viên người Italia này đã được chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil, ông Hernando xác nhận sẽ chính thức lên cầm quyền tại đội tuyển bóng đá quốc gia Brazil từ tháng 6 2024. Cụ thể, ông sẽ bắt tay vào chinh phục thử thách tại giải Copa America 2024. Hiện tại, Ancelotti vẫn còn hợp đồng 1 năm với Real Madrid và ông tôn trọng hợp đồng này, sẽ thực hiện nốt thời hạn đến tháng 6 năm tới rồi mới rời đi. Hiện tại đội bóng hoàng gia cũng sẵn sàng bắt tay vào việc tìm huấn luyện viên mới. Bayern Munich nhắm đến mục tiêu thủ môn mới. Với tình hình phong độ sụt giảm vì tuổi tác của Manuel Neuer cũng như chưa an tâm lắm với thủ thành Jan Sommer, thì hôm nay hùng xám xứ Bavaria đã bắt tay vào tìm kiếm thủ môn mới. Cái tên mà họ để ý đến chính là Mamardashvili, thủ thành cả 22 tuổi cao 1m99 người Georgia của câu lạc bộ Valencia. Anh này mặc dù đã nằm trong tầm ngắm của Chelsea từ vài tuần nay nhưng lại rất hào hứng với việc gia nhập Bayern Munich. Dự kiến các cuộc đàm phán sẽ được diễn ra trong vài ngày tới. Real Madrid chuẩn bị đón thêm một thần đồng mới. Arda Güler, cầu thủ tiền đạo chạy cánh sinh năm 2005, người Thổ Nhĩ Kỳ, đang thi đấu trong màu áo của Fenerbahçe, đã có màn thể hiện rực sáng tại giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ. Người ta mệnh danh anh là Messi mới, với thể hình nhỏ nhắn, chân trái khéo léo, cách chơi nhanh nhẹn và kỹ thuật điều luyện. Anh được Real để ý đến và sẵn sàng chi ra khoản tiền 20 triệu euro bao gồm cả phụ phí để mang Güler về sân Bernabeu. Kênh trắng tự tin họ sẽ có được Güler trong vài ngày tới. Chủ tịch PSG rất thất vọng vì quyết định của Mbappe. Hôm nay, chủ tịch Al-Khelaifi đã trả lời phỏng vấn trên báo Le Parisien về trường hợp Mbappe. Ông cho biết, mình rất thất vọng về quyết định không gia hạn hợp đồng của tiền đạo Pháp. Rõ ràng trước đó Mbappe đã đồng ý qua thỏa thuận miệng rằng sẽ ở lại và gia hạn. Nhưng đúng là lời nói gió bay. Bây giờ ông sẽ cho Ninja Rùa thời gian 2 tuần nữa để quyết định. Và PSG chắc chắn sẽ làm mọi cách để giữ Mbappe. Nếu không giữ được thì cũng sẽ không để anh đi tự do vào mùa hè tới giống như dự kiến. Man United tự tin có được Onana với dưới 50 triệu euro. Sau khi chính thức có được Mason Mount, quỹ chuyển nhượng của MU hiện tại còn lại tầm hơn 45 triệu bảng, tương đương hơn 50 triệu euro và họ đang tiến đến rất gần với việc sở hữu thủ môn Onana bên phía Inter. Mức giá mà Inter đòi là gần 60 triệu euro, nhưng MU tự tin sẽ đàm phán xuống dưới 50 triệu. Nếu thành công thương vụ này thì coi như MU đã cháy túi. Muốn mua cầu thủ tiếp thì buộc phải bán đi khá nhiều người cũ hoặc phải có ông chủ mới thật sớm, nhưng tình hình chủ mới có lẽ phải 2 tuần nữa mới được giải quyết. Vừa rồi là những thông tin bóng đá thế giới đáng chú ý trong đêm ngày 5 tháng 7 và rạng sáng ngày 6 tháng 7 được tổng hợp bởi Luận BK. Hãy nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh của mình nhé. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị cùng các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.